Các chuyên gia nhận định, chủ nghĩa tư bản hiện phổ biến trên toàn cầu, nhưng liên tục phải đối mặt với khủng hoảng từ khiếm khuyết của nó. Các nền kinh tế chạy theo lợi nhuận phá hủy thiên nhiên, thế giới ngày càng nóng lên, thiên tai dịch bệnh trở nên ngày càng nguy hiểm hơn. Vật chất ngày càng dồi dào, nhưng chỉ tập trung vào một số ít người giàu, không mang lại công bằng xã hội. Khiếm khuyết của chủ nghĩa tư bản có thể nhìn thấy rất rõ ở ngay chính những mạng xã hội phổ biến mà bạn đang dùng. Các thuật toán của họ đều xa rời với mục tiêu kết nối con người lúc ban đầu và bây giờ đều hướng tới việc thu lợi nhuận, phần nào dung túng cho những điều xấu làm băng hoại xã hội của chúng ta. Điều này cũng đúng với nhiều tập đoàn kinh tế tư bản khác nhau khi mà mục tiêu tối thượng của họ là kiếm được lợi nhuận. Chủ nghĩa tư bản hiện đại đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và đang tiến tới một bước ngoặt chuyển đổi cơ bản hoặc sẽ tự hủy diệt. Điều này cho thấy chủ nghĩa xã hội hoàn toàn không thể biến mất khỏi tiến trình lịch sử thế giới, mà chỉ đơn giản là đang được làm mới. Điều này đồng nghĩa với việc bảo tồn những thành tựu của chủ nghĩa tư bản, hơn hết là khả năng đổi mới thường xuyên và dẫn tới một sự cân bằng mới trong mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Các học giả cũng cho rằng, ngày nay, làn sóng chủ nghĩa xã hội đã khắc phục được những hạn chế cơ bản đặc trưng qua kinh nghiệm của Liên Xô và đang xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau ở nhiều khu vực trên thế giới. Tại Đức, hiện nay, Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức đang cho rằng một đạo luật liên quan đến các quy định về bảo vệ môi trường của chính phủ hiện thời không còn giá trị bởi vì luật đó đã không tính đến hậu quả đến thế hệ tiếp theo. Điều đó có nghĩa là chính phủ đã không tính đến lợi ích của cộng đồng trong tương lai. Họ đang xem xét cách tổ chức lại ngân sách, chuyển đổi hệ thống giao thông, nhà cửa, nông nghiệp, làm sao để tạo ra một môi trường mà tất cả các loại hình doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, công hay tư, đều cạnh tranh để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ môi trường cho tương lai. Ở đây, lợi nhuận chỉ đóng vai trò là phương tiện để thúc đẩy mục tiêu chung tốt đẹp. Đó không phải là dấu hiệu của tư bản, mà là dấu hiệu của chủ nghĩa xã hội. Xu hướng đó hiện đang lớn mạnh dần lên toàn thế giới. Chúng ta có thể thấy điều đó ở khắp nơi nơi, từ châu Âu đến châu Phi đến châu Á. Như vậy, khi chúng ta nói về định hướng xã hội chủ nghĩa, thì không phải chỉ nói tới các nước như Việt Nam, Trung Quốc hay Cuba, mà phải nói tới những xu hướng đó nữa. Trên bề mặt thì hoàn toàn khác nhau, nhưng xét về bản chất thì đang có nhiều điều rất giống nhau. Các học giả nhấn mạnh rằng, những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được từ công cuộc đổi mới đến nay rõ ràng đã trở thành một tín hiệu tích cực của làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội. Anh Amiet Horowitz, đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, người đã chuyển đến sinh sống tại Việt Nam từ cách đây 8 năm trước, cảm nhận rõ hơn ai hết những điều này. Đã có những nước, con số tử vong do COVID-19 lên tới hàng triệu. Có những người nhiễm COVID-19 trong khoảng một vài tuần, và sau khi được điều trị trong viện, họ nhận được hóa đơn thậm chí hàng triệu đô la Mỹ. Nhiều người nghèo thậm chí còn không dám đi viện, vì chữa xong thì họ mất hết nhà cửa luôn. Trong khi đó, từ khi đại dịch xuất hiện đến nay tại Việt Nam, tôi luôn thấy một điều được nhấn mạnh liên tục, là chính phủ luôn đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhân dân được chữa bệnh COVID-19 không mất tiền. Như gần đây, có một bệnh nhân đã khỏi bệnh với chi phí lên tới 2,3 tỷ đồng. Điều làm tôi xúc động chính là sự chung tay của cả cộng đồng để cùng đẩy lùi đi đại dịch chung này. Từ lực lượng tuyến đầu đến những người dân bình thường, mọi người đóng góp và cống hiến bằng tất cả những gì họ có. Điều này rất truyền cảm hứng đối với tôi vì nó cho thấy rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn có thể. Bởi vì nếu trong một xã hội mà mọi người đều đề cao chủ nghĩa cá nhân, không hy sinh vì lợi ích chung, thì khó mà có thể đạt được tinh thần đó. Những thành tựu mà Việt Nam gặt hái trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội rất đáng chú ý, đặc biệt về phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, mặc dù Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh nguyên tắc của các đồng chí, nguyên tắc cơ bản và đúng đắn. Theo đó đặc biệt không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội. Chúng tôi hiểu phân tích của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá rằng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện, rằng Việt Nam chưa phải là nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn, mà là đang quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau tất cả, việc xây dựng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ lâu dài và phức tạp, là cả một quá trình lịch sử.